Hiện nay thì rất nhiều nhà sản xuất smartphone nỗ lực tăng tỷ lệ màn hình lên, như là thu nhỏ viền hai bên, chỉ thừa lại một dải đen mỏng ở cạnh trên và dưới như Galaxy S9. Hay xu hướng hiện nay là chỉ còn một notch hay còn gọi là tai thỏ chứa camera và cảm biến như là iPhone X chẳng hạn. Tuy nhiên thì ông Trang Cheng, phó chủ tịch của Lenovo, đã vừa đăng một bức vẽ lên mạng xã hội Weibo với chú thích là Lenovo Z5, smartphone cao cấp mới của hãng, hứa hẹn loại bỏ được những khoảng đen nói trên. Thiết bị sẽ có màn hình chiếm gần như toàn bộ diện tích mặt trước của điện thoại. Tuy nhiên, với thiết kế này, hiện thì chưa rõ hãng Trung Quốc sẽ đặt camera phía trước hay là cảm biến và các phần cứng khác của máy ở vị trí nào. Ông Cheng khẳng định, họ đã đạt được 4 đột phá công nghệ và có tới 18 công nghệ được cấp bằng sáng chế được đưa vào trong điện thoại. Có thể 2 trong số đó là camera được ẩn đi và bật lên khi cần, cảm biến vân tay dưới màn hình. Lenovo cũng từng đăng ảnh ẩn ý về Z5 và khẳng định sản phẩm có màn hình đạt tỷ lệ 95% diện tích mặt trước. Dự kiến chiếc điện thoại thú vị này sẽ được Lenovo chính thức ra mắt vào ngày 14 tháng 6 tới đây. Như đã biết thì Apple cách đây 1 tháng đã ra mắt bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ. Đây là lần thứ 2 màu sắc này xuất hiện trên iPhone sau thế hệ của iPhone 7 và 7 Plus. Khác với lần trước thì màu đỏ của iPhone 8 và 8 Plus dạng bóng nhờ mặt lưng kính và kết hợp với mặt trước màu đen thay vì là trắng như iPhone 7 và 7 Plus. Một phần doanh thu sản phẩm Product Red sẽ được trích để quyên góp cho Global Fund, một tổ chức gây quỹ hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS mà Apple đã hợp tác hơn 10 năm qua. Dù mang đến hàm ý rất tích cực, nhưng tại nước ta thì doanh số iPhone 8 và 8 Plus đỏ thực sự đáng thất vọng. Và đây cũng là nguyên nhân chính khiến giá của thiết bị quay đầu giảm không phanh. Tại nhiều nơi thì giá bán của iPhone 8 Red bản 64GB và 256GB đang được nhiều nơi giao lần lượt là 17,5 và 22 triệu đồng. Mức chênh so với các màu đen, vàng hay trắng còn khoảng 300 đến 500 nghìn đồng. Tương tự, giá của iPhone 8 Plus màu đỏ cũng đã giảm khoảng 2-3 triệu đồng so với thời điểm mới có mặt ở Việt Nam. Theo đường sách tay, Pro 64GB được đưa ra mức ở 19,5 đến 19,8 triệu đồng, trong khi đó mẫu 256GB thì có giá gần 24 triệu đồng. Việc iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ giảm nhanh và sâu chỉ trong thời gian ngắn ở Việt Nam là do sức bán kém, và nhiều ý kiến cho rằng màu đỏ rất kén người mua iPhone và máy gần như là không bán được trong một tháng qua. Dù màu đỏ của iPhone 8 và 8 Plus được làm mới bằng chất liệu kính, mặt trước cũng đủ phối màu khác đi, lượng người quan tâm và để ý đến hai phiên bản mới của Apple thấp hơn nhiều những mẫu iPhone đời trước. Trong khi đó thì trên kệ hàng chính, iPhone 8 và 8 Plus phiên bản màu đỏ vừa mới được các hệ thống lớn đưa lên kệ như một cách âm thầm, không có màn quảng bá rầm rộ như là những mẫu iPhone chính hãng trước đó. Với giá bán trên thị trường sách tay giảm nhanh và sâu, mức chênh lệch giá đối với iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ bản chính hãng vừa lên kệ đã khá lớn. iPhone 8 và 8 Plus màu đỏ Việt Nam được niêm yết lần lượt là 20,99 đến 23,99 triệu đồng, cao hơn giá máy sách tay khoảng 3,5 đến 4 triệu đồng. Mới đây thì một loạt thiết bị mới đang phát triển của Xiaomi đã lộ diện trên cơ sở dữ liệu website EEC của Ủy ban Kinh tế Á Âu, cơ quan quản lý tại các thị trường như Nga hay là Belarus. Theo đó thì các thiết bị tiếp theo sắp được Xiaomi ra mắt khá thú vị, bao gồm 3 thiết bị chủ lực là Mi, Mi 7 Lite và Mi Mix 3S. Theo đó, mẫu Mi 7 và Mi 7 Lite sẽ được ra mắt vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Cùng với đó thì Xiaomi còn có kế hoạch cho ra thêm một loạt các sản phẩm giá rẻ mới với thương hiệu S được thêm vào, bao gồm Mi S1, Mi S2 và Mi S3, Redmi S1, Redmi S2 và Redmi S3. Nói thêm về Redmi, dòng giá rẻ cũng sẽ có sự góp mặt của Redmi A1, Redmi A2 và thế hệ tiếp theo của dòng Redmi 5 hiện tại gồm Redmi Note 6, Redmi Note 6A, Redmi Note 6A RAM, Redmi 6 Plus và Redmi 6A Plus. Như vậy thì số lượng sản phẩm mới của Xiaomi sắp ra mắt thực sự nhiều như lợn con. Tuy nhiên thì khá may mắn là không phải tất cả đều đồng loạt ra mắt vào cùng một thời điểm. Chứng chỉ trên EEC thì có hiệu lực đến năm 2023, nghĩa là không phải tất cả các thiết bị trong danh sách này đều được Xiaomi ra mắt trong năm nay. Và rất có thể thì dòng Redmi 6 sẽ chỉ xuất hiện trong năm 2019 tới, còn chiếc Mi Mix 3S thì sẽ ra mắt sớm hơn. Còn trong năm 2018 này, những model có thể ra mắt chính là Mi 7, Mi 7 Lite và dòng Mi S với Mi S1, S2 và S3 cùng với mẫu Redmi S2 vừa mới được ra mắt. Đấy nhá, thế nhá, vừa rồi thì đã cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Và nếu như bạn có những cái nhận xét hay những cái đóng góp gì thì hãy để lại bên dưới phần bình luận của video nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Cửi outro đi em ơi. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mark Channel để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Nhớ bấm chuông nhá. Và đừng quên tham gia vào group Mark Mobile chăm sóc khách hàng để có thể nhận được sự tư vấn nhiệt tình nhất đến từ các thành viên của Mark Mobile nhé.